Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay chúng tôi tiếp tục lên sóng cho quý vị và các bạn một chiếc máy cắt cỏ ngồi lái của Honda. Honda là một cái thương hiệu thần thánh rồi, và tất cả những dòng sản phẩm của Honda thì dù gì nó vẫn có một cái tiêu chuẩn chất lượng nhất định. Đây là chiếc Honda 3011 chạy công nghệ hộp số Eurostatic. Chúng ta có thể sử dụng chiếc này trong những cái vườn phẳng, vườn địa hình nó rộng bằng phẳng. Và chiếc này nó cực kỳ hiệu quả để cho các bạn sử dụng nhá. Các bạn có thể thấy được cái tình trạng của chiếc này nó đẹp lên đến, theo cái quan điểm của mình ấy, nó phải lên 80%. Đối với Điện Máy Bình Sơn thì tất cả những cái chiếc máy mà chúng tôi làm, mà chúng tôi chọn phần thì mình sẽ lựa chọn những cái chiếc nào nó còn zin, sơn chứ còn nguyên bản. Và không tin đúng không? Thì các bạn đến gần hơn để các bạn có thể thấy rõ hơn được chiếc máy này như thế nào, tình trạng của nó ra làm sao. Mình sẽ sâu hết, lật mông, bóc quần, cởi lột áo ra để cho các bạn xem máy móc bên trong như nào luôn. 3011, 3011, 3011, 3013 mã nó khác nhau chỉ là 3011 và 3013 thôi. Còn đâu thực tế ra nó cũng không khác nhau gì cả. Mình không nhận thấy nó khác nhau gì cả. Rồi, đây, mình đã lật đằng sau ra cho các bạn xem này. Đây cơ chế hộp số này, hộp số Eurostatic này. Con này gọi là số nhớt đấy. Đẩy lùi là lùi, đẩy tiến là tiến. Cực kỳ thuận tiện luôn cho các bạn sử dụng. Đây. Đó, chạy hệ thống dây đai dẫn xuống bàn cắt có thể tháo rời nhá. Bàn cắt có thể tháo rời được để các bạn sử dụng. Động cơ này động cơ 13 HP, động cơ này một máy, động cơ xăng nhá. Đó, máy động cơ này gọi động cơ úp này. Ắc quy này, lốp sau này. Con này rất là ổn luôn, bàn cắt lưỡi đẹp, lực gió quạt mạnh luôn. Rất là an toàn cho các bạn sử dụng luôn. Đây là phần nâng hạ lưỡi cắt này, các bạn có thể cắt sát. Đây, phần lưỡi cắt thì các bạn có thể thấy được nó có 4 bánh roi luôn nhá, để cữ này. Các bạn có thể cắt sát được một cách rất là dễ dàng. Nói chung là những cái địa hình nào thuận tiện thì phẳng rồi là rộng, nó không bị dốc rách quá nhiều, không nhiều đá sỏi thì các bạn sử dụng con này quá hợp lý rồi. Nhanh, hiệu quả, nhàn. Lốp sau zin, lốp trước mình đã thay rồi, mới tinh luôn. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động chạy thử cho các bạn xem cảm nhận đánh giá cái xe này như nào nhá. Đè thôi. Các bạn dẫm vào phanh thì các bạn có thể sử dụng máy thôi. Lên ga này. Đẩy số chạy thôi, rất là tiện. Ok, anh em có thể thấy được mình vừa chạy thử xong con 3013 này, 3011 này. Nếu các bạn có nhu cầu mua hàng, thì có thể liên hệ với Điện Máy Bình Sơn theo số điện thoại chúng tôi sẽ để ngay dưới màn hình. Nếu các bạn có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ nhá. Rồi nhớ đăng ký like, subscribe kênh, bật chuông thông báo để liên tục cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau.